Hoàng tử trong mơ là biệt danh đáng yêu mà người hâm mộ dùng để gọi Bush Buttigieg. Nam diễn viên Chiếc lá cuốn bay sinh năm 1986, lớn lên trong một gia đình nghèo không có truyền thống làm nghệ thuật. Khởi đầu bằng công việc DJ. Bush Buttigieg tên thật là Buttigieg Kanchesin với biệt danh thường gọi là Bush. Anh chàng sinh ngày 3 tháng 7 năm 1986, cao 1m85, sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại tỉnh Ratchaburi, Thái Lan. Thuở nhỏ, Bush đã mơ ước trở thành DJ chuyên nghiệp, kiếm thật nhiều tiền phụ giúp bố mẹ. Chỉ khi đến Bangkok học đại học truyền thông Susan Dusit Rajahat, anh mới mạnh dạn và siêng giao tiếp hơn. Tài tử chia sẻ, khi mới đến Bangkok, anh vừa đi học, vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh từng làm nhiều công việc chân tay như bưng bê, phục vụ, soát vé tại rạp phim, dán poster, v.v. Làm DJ chương trình radio Chill FF 89 là bước ngoặt trong cuộc đời Bush. Lần đầu tiên khi được nhận làm DJ, Bush đã vô cùng sung sướng, đồng ý luôn bất chấp thời gian của chương trình là từ 2 đến 5 giờ sáng. Dẫu biết có thể chẳng có khán giả nào nghe mình nói, nhưng Bush vẫn rất hào hứng. Đồng thời, cách dẫn chuyện hóm hình của nam diễn viên rất được yêu thích và nhờ vậy anh chàng đã nhận được giải thưởng đạo diễn chương trình xuất sắc tại lễ trao giải Nataraja. Thời điểm còn làm DJ ở Chill FM 89, Bush vô tình được lựa chọn để đảm nhận một vai diễn nhỏ trong sitcom Kurak Thakur. Ngoài hình điển trai, chàng trai trẻ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các ông lớn trong làng điện ảnh. Tuy nhiên, do không được đào tạo bài bản, diễn xuất của Bush vẫn gây nhiều tranh cãi. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Bush luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình qua từng vai diễn. Những năm đầu sự nghiệp, anh chủ yếu đóng vai phụ, chụp ảnh quảng cáo và dẫn các chương trình nhỏ. Nỗ lực không ngừng khi đã chéo sơn sang nghiệp diễn. Bush từng phẫu thuật thẩm mỹ, anh chàng có sửa lại mí mắt một chút như một kiểu đổi vận và khiến bản thân tự tin hơn. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ bẩm mí mắt, Bush tham gia phim Les Nafan, Bắt lấy thiên thần, đóng cặp với Vilquanaros của CH5, ngay lập tức được người hâm mộ yêu mến và nổi tiếng. Kể từ khi bộ phim Bắt lấy thiên thần được phát sóng, Bush liên tục có hàng trong bảng xếp hạng top 5 Mỹ Nam Thái Lan. Cặp đôi Bush View trong phim cũng trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh và được yêu cầu tái hợp liên tục. Từng thừa nhận, ban đầu anh bị chỉ trích vì diễn xuất do phần gượng gạo của mình, nhưng nhờ sự kiên trì rèn luyện, Bush ngày càng khẳng định được khả năng và cái duyên khi đóng phim. Không được đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất, nhưng Bush hóa thân rất tự nhiên vào nhân vật của mình. Năm 2015, Bush tiếp tục tham gia 5 bộ phim liên tiếp được phát sóng song song trên các kênh truyền hình lớn của Thái Lan. Các bộ phim Ảo Mộng, Sự Quyến Rũ Xấu Xa, VM, Nhẫn Hoa đều đảm bảo được lượng rating cao ngất ngưỡng. Đặc biệt, với tác phẩm You Prince, Handsome Cowboy, Bush được người hâm mộ ưu ái gọi bằng cái tên Hoàng tử trong mơ. Ngôi sao thân thiện hiếm có. Bên cạnh khuôn mặt đẹp trai không gốc chết, thậm chí không có một bức hình xấu, tính cách thân thiện đáng mến cũng là một lý do cực lớn khiến lượng người hâm mộ của anh ngày càng đông đảo. Bush rất chịu khó giao lưu cùng các fans, nhấn like các bức hình mà người hâm mộ đánh dấu về anh. Anh chàng còn tặng quà fans vào ngày sinh nhật của họ. Không chỉ có vẻ ngoài nam thần, sự nghiệp thành công mà Bush Buttigieg dường chát si tình trong siêu phẩm Chiếc lá cuốn bay còn khá may mắn khi từng có dịp hợp tác cùng dàn mỹ nhân hàng đầu xứ Chùa Vàng như Pfeiffer Bim Chanok, Esther Suprilila hay Aom Shusha. Họ đều là những cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái ngút ngàn và xuất chúng của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, nhân vật cuối cùng trong danh sách dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ cả về nhan sắc lẫn vị trí vô cùng đặc biệt trong tim Bush Buttigieg. Pfeiffer Bim Chanok, Luvi Satpaipun. Gương mặt đầu tiên trong danh sách dàn mỹ nhân từng hợp tác với Bush Buttigieg chính là mối tình đầu xứ Thái Pfeiffer Bim Chanok. Hiện tại, bộ đôi Nirachat đang gây sốt toàn châu Á với siêu phẩm sắc mùi cẩu huyết Chiếc lá cuốn bay. Không chỉ có diễn xuất cực đỉnh, nàng ngọc nữ Thái Lan còn khiến các fan mê mẩn trước nhan sắc không tì vết, đẹp tựa nữ thần giữa đời thực. Aom Shusha. Nàng Song Hye Kyo Thái Lan đang cùng Bush Buttigieg hoàn thành những cảnh quay đáng mong đợi trong Sam Sam Đến Rồi Bạn Thái. Chẳng hề ngoa khi nói rằng cô nàng nắm luôn dễ thương này sinh ra để đảm nhận nữ chính nhỏ bé của các bộ phim remake điện đám. Từ đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn hay nụ cười tỏa nắng qua ôm đều xinh đẹp và dễ dàng tạo được thiện cảm với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Pi Nam Thiếp. Bush Buttigieg từng có cơ hội hợp tác với siêu sao 8X Pi Nam Thiếp trong bộ phim về đề tài showbiz Cuộc chiến producer. Đây là mỹ nhân quá quen thuộc với các mọt phim Thái ở Việt Nam khi từng xuất hiện trong nhiều drama đình đám. Bỏ qua diễn xuất đỉnh miễn bàn thì nhan sắc hút mắt cùng thần thái không phải dạng vừa chính là vũ khí lợi hại giúp chị đại The Face Thái trở thành một trong những ngôi sao hạng A đáng chú ý bậc nhất của showbiz xứ Chùa Vàng. Esther Suprilila.
Esther Suprilila chính là cô em gái mưa của Bush Buttigieg sau loạt phim ăn khách như Vì Em, Chàng Hoàng Tử Trong Mơ hay My Dear Closer. Cô nàng sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh và vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, nhan sắc xinh đẹp này không phải hoàn toàn tự nhiên. Được biết, Esther đã từng thẳng thắn thừa nhận bản thân đã sửa mũi đến 2 lần để có được chiếc mũi dọc dừa đẹp như hiện tại. Chuyện tình đẹp như mơ với đàn chị cùng ngành. Bush Buttigieg gặp gỡ Joy Quarataya, người vợ hiện giờ, khi cả hai được mời tham gia bộ phim Áo Mộng. Vào thời điểm tham gia bộ phim, cả Bush và Joy đều đang hẹn hò với người khác. Do vậy, khi bắt đầu công khai tình cảm, cặp đôi gặp phải nhiều áp lực lớn từ dư luận. Bên cạnh đó, người hâm mộ của Bush cũng chê Joy nhiều tuổi và có phần kém xinh. Nhiều người cho rằng mối tình này chớm nở rồi sẽ chóng tàn, bởi lẽ vào thời điểm đó, Bush đang là ngôi sao đang lên, đồng thời cũng được biết đến là một diễn viên đào hoa. Trước khi đến với Joy, Bush từng có vài mối tình, lâu nhất là khoảng 4 năm. Trong số các diễn viên từng hợp tác, Bush cũng dính tin đồn phim giả tình thực với nữ diễn viên Viu Waranot. Bất chấp sự phản đối từ người hâm mộ, Hoàng tử Trong Mơ vẫn bảo vệ bạn gái cũng như sự lựa chọn của mình. Nhiều người cho rằng cặp đôi bén duyên từ bộ phim Ảo Mộng năm 2014, song Bush chia sẻ rằng lần đầu tiên gặp vợ là năm 2011. Trước khi anh nổi tiếng như bây giờ, trong khi đó nữ diễn viên Joy thì đã vào nghề được 8 năm. Thời điểm đó, Joy đang là ngôi sao đang lên và là ngôi sao chủ lực của đài truyền hình CH7. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô không hề có ấn tượng gì đối với lần gặp gỡ đó và thậm chí còn không biết Bush là ai. Giới truyền thông và cả người hâm mộ đều nhận xét, Bush là anh chàng của người yêu số 1 làng giải trí xứ chua vàng. Bởi, dù xuất hiện ở đâu trên sóng truyền hình, talk show hay những lần livestream trên Instagram, Bush luôn ca ngợi và nghe lời Joy. Vào tháng 11 năm 2018, Bush Buttigieg và Joy Quarataya đã chính thức tổ chức một hôn lễ sang trọng trước sự chứng kiến của người thân. Hôn lễ được tổ chức một cách sang trọng, lấy trang phục truyền thống làm chủ đạo. Nếu như ở những lễ cưới của các ngôi sao khác, họ thường chọn váy cưới từ các thương hiệu nước ngoài, thì Joy lại chọn váy cưới của nhà thiết kế trong nước với kiểu dáng khá cổ điển. Bush tiết lộ rằng, cả anh và vợ đều yêu thích sự truyền thống, do vậy mọi nghi thức cho tới trang phục đều được thiết kế theo phong tục. Nhiều chỉ trích, phản đối từ phía fan club của Bush về cô bạn gái hơn anh 3 tuổi này, thậm chí nhiều người đã quay lưng lại với anh. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Bush Joy đã chứng tỏ được tình cảm họ dành cho nhau là chân thành, là duy nhất. Dẫu quá khứ của cả hai có ra sao, thì hiện tại họ là của nhau. Cặp đôi còn được nhận xét là có tướng phu thê ngay từ nụ cười, bởi họ thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau, cả một bầu trời ngọt ngào hạnh phúc lan tỏa ở cả hai. Bush Buttigieg cũng là nghệ sĩ đầu tiên tại Thái Lan sau khi nổi tiếng, liền quay về trường cũ cấp 3 của mình thành lập quỹ học bổng. Theo như anh chia sẻ với báo chí, đó là vì bản thân mình sinh ra trong một gia đình bình thường, ngày xưa đi học rất vất vả. Có khoảng thời gian, mỗi ngày bố mẹ chỉ cho anh 20 bạc tiền ăn ở trường và tiền đi xe. Anh chàng thi thoảng phải nhịn cơm trưa để có tiền mua đồ dùng học tập. Vì thế, ngay khi có thu nhập cơ bản hơn những người khác một chút, anh muốn được đóng góp cho cộng đồng. Trong những năm qua, Bush Buttigieg đã có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp khi liên tiếp khẳng định được bản thân trên màn ảnh và có được những vai diễn đáng chú ý. Người hâm mộ hy vọng khi bước sang tuổi mới, nam diễn viên sẽ ngày càng thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình mãi viên mãn.